Ngày 15 tháng 9, lãnh đạo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân mất tích do sạt lở dẫn đến sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, xã Nậm Lúc. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, sau nhiều ngày nỗ lực đưa máy móc thiết bị, huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm đến sáng 15 tháng 9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy những nạn nhân bị mất tích tại khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc. Như vậy, hiện 5 người mất tích trong vụ sạt lở đất dẫn đến sập khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc đã được tìm thấy toàn bộ. Trên địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà vẫn còn 8 nạn nhân trong vụ sạt lở đất khiến 18 người thiệt mạng, mất tích tại thôn Nậm Tông vẫn chưa được tìm thấy. Trước đó vào ngày 10 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở lớn tại khu vực xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà làm vùi lấp nhà điều hành, nhà máy thủy điện Đông Nam Á khiến 5 người mất tích và nhiều người bị thương. Chiều 15 tháng 9, lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khắc phục sự cố tàu chật ray vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, tàu SE6 gồm 14 toa và một đầu tàu do lái tàu NVK sinh năm 1972 trú tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội điều khiển, lưu thông theo hướng Nam Bắc. Khi tới đoạn đường sắt km số 751 cộng 620 thuộc khu Gian Lăng Cô, Thừa Lưu, tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, bị chật bánh một toa khỏi đường ray. Sự cố khiến tuyến đường sắt Nam Bắc tạm thời bị ách tắc, 252 hành khách được di chuyển khỏi tàu. Lực lượng chức năng đang tiến hành cắt toa, kích bánh vào đường ray để tàu tiếp tục di chuyển. Như vậy, từ cuối tháng 7 đến nay, tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra 4 vụ chật ray, trong đó có 3 vụ xảy ra tại khu vực thị trấn Lăng Cô. Thưa quý vị, hiện nay tại các địa phương miền Bắc, công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra đã được các địa phương tập trung triển khai tích cực, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tìm kiếm người mất tích, ổn định cuộc sống của nhân dân. Với mục tiêu tập trung cao độ khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản kết luận phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Theo đó thì Chính phủ thường yêu cầu tiếp tục tối đa ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng và tập trung cao độ khắc phục hậu quả bão Yagi, điều tiết sản xuất, ổn định cung cầu các mặt hàng, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm và năng lượng. Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm sau. Tiếp tục ưu tiên tối đa cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiên quyết tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Nghiên cứu nâng quy mô chương trình tín dụng ưu đãi đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản lên khoảng từ 50 đến 60 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại cắt giảm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế và khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm nguồn dự phòng cho chi phòng chống thiên tai dịch bệnh, trả lương chính sách an sinh xã hội, điều tiết sản xuất, ổn định cung cầu các mặt hàng, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, năng lượng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tuyệt đối không để thiếu hụt nguồn cung điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực quốc tế, không để người dân thiếu ăn, thiếu ở, học sinh thiếu lớp, người bị thương thiếu nơi khám chữa bệnh, đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, triệt để xóa bỏ cơ chế xin cho, từ khâu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phát triển hệ thống an sinh xã hội theo hướng bao trùm, bền vững, đa dạng. Thưa quý vị, những ngày này đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn do hậu quả nặng nề từ thiên tai của người dân các tỉnh phía Bắc, phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đang dậy lên phong trào ủng hộ bằng những việc làm thiết thực. Từ việc tổ chức các điểm quyên góp tiền, thực phẩm cho đến những bếp lửa ngày đêm để kịp chuyển hàng ra Bắc. Đó còn là những chuyến xe tải không đồng, chở hàng hóa đến vùng lũ với tất cả tình cảm chân thành. Mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hưởng ứng tinh thần chia ngọt sẻ bùi, các cấp hội phụ nữ trên khắp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động hướng về miền Bắc. Những nồi bánh chưng, bánh tét đỏ lửa suốt ngày đêm, lần thau cá khô rim được chị em cẩn thận chọn lựa những mẻ cá ngon, tỉ mỉ rim kho để kịp đóng hộp gửi theo những chuyến xe cứu trợ.
đối với người Huế. Đây là những món ăn được yêu thích nhất trong mỗi mùa mưa bão vì tính chất bảo quản được lâu, tiện lợi, lại có vị đậm đà, dễ ăn, rất phù hợp sử dụng trong thời gian bị ngập lụt lâu ngày. Tôi rất là hạnh phúc khi bạn thầy tham gia hội này. Thì mong đồng bào chúng ta bị lụt, thì mong bà con cố gắng vượt qua khó khăn công việc này. Vừa bận công việc, vừa lo cho gia đình, nhưng chẳng ai nề hà, có gì góp nấy, mọi người tranh thủ thay phiên nhau, ai cũng làm hết công sức, chỉ mong rằng những món quà Huế sẽ sớm đến tay bà con miền Bắc. Cũng với tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau của người dân Việt Nam, nhiều nhà xe đã tổ chức những chuyến xe không đồng, chở miễn phí hàng hóa lên vùng lũ để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khu vực ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Đồng thời, miễn phí vận chuyển xe khách, xe tải cho các gia đình ở thành phố có nhu cầu di chuyển tránh lũ, ngập lụt. Khi chưa cần nhận được văn bản, khi chưa có thông báo, người ta đã tự động gọi về cho hiệp hội tình nguyện là đưa xe phương tiện. Rất nhiều những chuyến xe không đồng, Kiên Giang, Hà Tiên, Cà Mau, Buôn Mê Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung. Đến thời điểm này để mà tổng kết được bao nhiêu tấn hàng hoặc là bao nhiêu chuyến xe thì thú thực chúng tôi chưa thể tổng kết được. Thì hầu như các doanh nghiệp rất đồng lòng, đồng sức. Hầu như không ai nói đến câu chuyện thiệt hơn ở lúc này cả, mà tất cả chỉ hướng về miền Bắc thôi. Những hình ảnh cảm động về tình người, về nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ đồng bào giảm thiểu thiệt hại, chung tay vượt qua khó khăn vẫn đang được tiếp tục thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Tất cả đều hy vọng người dân miền Bắc mau chóng vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Thưa quý vị, cơn bão số 3 đã gây hậu quả nặng nề cho nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân thì các trường học cũng bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Trong những ngày này, các nhà trường bị thiệt hại trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa các em học sinh trở lại trường. Hoàn lưu bão số 3 đã khiến cho trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn bị ngập trong nước lũ, hàng nghìn mét khối bùn đất vùi lấp sân trường và các phòng học, nhiều bộ bàn ghế trong các lớp học đã bị nước lũ cuốn trôi. Để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, trong những ngày này, hàng trăm người dân trong xã Minh Chuẩn cùng lực lượng cán bộ giáo viên trong huyện Lục Yên đã có mặt tại trường tiến hành dọn dẹp bùn đất với quyết tâm khắc phục nhanh nhất để cho học sinh của xã Minh Chuẩn tiếp tục năm học mới trong điều kiện an toàn. Được cái đồng tình của bà con nhân dân và đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng nhau đồng lòng để cố gắng phấn đấu khắc phục cái hậu quả lũ lụt gây ra để cho các cháu tiếp tục để vào năm học mới. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong những ngày này, 100 cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 168, quân khu 2 đã có mặt tại xã Minh Chuẩn để giúp nhân dân và các cơ quan công sở dọn dẹp bùn đất, giải phóng các tuyến đường để đưa máy móc, trang thiết bị vật tư, lương thực, thực phẩm phục vụ cho công tác khắc phục. Trực tiếp ở địa điểm này, chúng tôi đang thực hiện giúp cho trường tiểu học xã Minh Chuẩn cùng với bà con nhân dân và các lực lượng khác để tham gia trợ giúp với cái lực lượng và tinh thần là hết mình vì nhân dân, hết mình vì học sinh. Năm học 2024-2025, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Chuẩn có 560 học sinh thuộc 3 cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Về cơ sở vật chất, nhà trường có 2 điểm trường, 1 điểm trường mầm non, 1 điểm trường tiểu học và trung học cơ sở. Cả 2 điểm trường đều nằm cạnh bờ sông chảy. Trận mưa lũ xảy ra ngày 12 tháng 9, mặc dù đã có sự chủ động, tuy nhiên do nước lũ từ sông chảy lên nhanh đã khiến cả 2 điểm trường bị ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 3 dọn dẹp thì cũng đã nhìn tương đối hơn. Nhưng mà để phấn đấu để cho sang tuần sau để học sinh có vào học được thì cũng có nhiều cái cần phải khắc phục. Sau bão số 3, các đơn vị trường trên địa bàn huyện Lục Yên bị ảnh hưởng và thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Theo báo cáo của ngành giáo dục huyện Lục Yên, đã có 4 trường bị ngập, 1 trường bị ngập hoàn toàn, 10 trường bị sạt lở, 4 trường bị thấm dột và có 2 học sinh tử vong. Phối hợp với lực lượng quân đội, với các hệ thống máy móc của bên kinh tế hạ tầng để hỗ trợ các nhà trường xử lý hệ thống bùn thải còn ngập trong nhà trường, cũng như vệ sinh toàn bộ trường lớp, thiết bị dạy học để sớm nhất cho trường trở đại học. Thì phía ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường tổng hợp thống kê
rà soát toàn bộ lại những thiệt hại về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, thiết bị để tổng hợp báo cáo với lại Sở Giáo dục Đào tạo. Là huyện miền núi, điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường vẫn còn nhiều thiếu thốn. Với những thiệt hại do thiên tai gây ra lại càng khó khăn hơn. Trước mắt, việc hỗ trợ khắc phục và tiếp tục đầu tư các nhà trường để tiếp tục năm học mới là rất cần thiết.